Dạ, đội hiệp sĩ với Đài Bình Dương xin mấy chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày vừa qua có rất nhiều các anh, các chị, các cô, chú ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em đội sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con. Đặc biệt là nhiều câu chuyện về là nhiều người mẹ về đây tìm con và con bỏ đi với nhiều lý do, phải nói là nghe anh em nghe là những cái câu chuyện thực sự rất nghẹn lòng. Nhiều đến giờ phút này anh em đội sĩ tỉnh Bình Dương ghi nhận được nhiều thiếu nữ tuổi đời có 13, 14 tuổi mà đã ra ngoài không nghe lời cha mẹ và nghe lời bạn bè, đến giờ phút này phải mang con, phải nuôi con và con cuối cùng không nuôi được, lại bỏ lại cho cha mẹ của mình. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận được một thông tin, một chị gái đang ở một tỉnh rất xa, bế thêm một bé, đứa trẻ rất nhỏ, thì về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân của mình. Đặc biệt một người mẹ này hôm nay về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin tìm con gái. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Dạ, xin phép chào chị gái nhé. Chị có thể chị giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú chị biết được chị họ tên là gì? Trương Thị Thanh Tiến. Chị Trương Thị Thanh Tuyến à? Tiến à? Chị nhiêu tuổi rồi? Em 53 tuổi. Chị 53 tuổi nha. Chị nguyên quán ở đâu? Nguyên quán ở An Giang. Nguyên quán An Giang. Thành phố Long Xuyên á. Dạ, thành phố Long Xuyên. Hôm nay chị về đây nhờ anh em mình xin Trương ghi hình để giúp gì chị? Giúp tìm được con gái mẹ của bé này nè anh. Đây là con gái chị phải không? Dạ. Dạ, chị có thể chị nhắc lại con gái chị họ tên là gì? Trần Trương Yến Như. Trần Trương Yến Như. Dạ. Dạ, con chị sinh năm mấy? Sinh năm 1905. 2005. Dạ. Dạ. Năm nay là 18 tuổi phải không chị? Dạ. Dạ. Chị cho hỏi này, con chị bỏ nhà đi hoặc đi đâu mất tích mà đến giờ phút này chị bế một đứa trẻ về đây báo tin nhờ nhà chị Dương ghi hình để đăng tin tìm. Tại vì có 2 tuần nó đòi đi Trung Quốc rồi nói mẹ với cha ký tên đi rằng con đi một tháng con về. Mẹ nói là ở đây mẹ không có tiền lo cho con ăn mà đi tiền đâu mẹ chuộc con về. Nó nói không có đâu mẹ ơi. Rồi giờ tuần nay là liên lạc không được. Liên lạc bữa 16 tới giờ không liên lạc được. Chị cho hỏi này, con của chị ấy là đã có chồng có con chưa? Nó có chồng ba, có bé này là thằng đó bữa hôm la, nó nói mày không có quyền gì mà la tao chứ. Nó nói là sao? Con chị hiện nay đã đăng ký kết hôn và đã có chồng chưa? Em hỏi lại chị. Nó không có ký kết hôn. À, quen với người đàn ông khác đúng không? Một thanh niên đúng không? Quen hay là có chồng hay thành chồng? Quen có mấy con bé này nè. À, con sống chung không? Cũng sống chung. Có đàn ông cưới không chị? Không. Ồ, vậy là quen nhau, sống với nhau thôi, sống dạ. Thử thôi. Đến giờ phút này có con đúng không? Dạ. Đây là con là quả trống ạ chị ha. Dạ. Đúng không ạ? Dạ. Đến giờ phút này là người chồng, là người ba của bé này hiện nay có biết không? Biết mẹ đi hả? Có biết mẹ đi không? Có biết vợ mình bỏ đi không? Thì đó nó nói gì đó. Là ai? Là nó thằng hồi nãy nó chị nói là nó nói là nó đi chơi. Cái bà già chồng nó nói là bữa thứ bảy. Bà chồng nó la nha. Ở đây con không có tụ tập với mấy nhỏ đó nha con. Rồi nó cũng làm thinh hà. Rồi chiều của bà đi bán giấy số. Cái chiều nó nhà anh đi chơi đi luôn tới giờ. Chị nhắm hỏi này, con chị đúng không ạ? Dạ. Là ở với gia đình chị hay ở bên gia đình chồng? Thì nó nói nó đi ra Long An nó làm không đó. Em đang hỏi chị này, con chị trước thời điểm bỏ nhà đi hoặc báo tin đi Trung Quốc là trước đây là con chị đang mang bầu hoặc đang có đứa trẻ này, là con chị sống ở đâu ạ? Phòng trọ hay nhà chị hay nhà gia đình bên người chồng? Có bầu ở bên chồng rồi gần sanh mới đem rước về sanh. Ở được mấy tháng mới bỏ đi nè. À, sanh bên gia đình nhà chị. Dạ, nuôi. Nhưng mà nuôi. Trước đây là sống bên gia đình nhà chồng. Phải không dạ, ạ? Dạ. Dạ. Người đàn ông đó là người chồng, là người con rể chị, hiện nay người ta có lên tiếng không? Cũng đám đại tháng rồi, nó cũng có vô giờ rồi, đại tháng rồi, không liên lạc, không gì hết luôn. Là ai không liên lạc? Bà nội, ông nội gì cha cũng không liên hỏi thăm luôn. Tại sao? Em không hiểu. Tại sao mình không hiểu luôn hả? Dạ. Cho hỏi này, chị và bên thông gia là có vấn đề gì không? Không luôn. Không luôn. Thế dạ. Còn con gái chị, theo chị đánh giá là con gái chị có ngoan không? Đói ngoài đường ngoan, sao đói trong nhà nó không có ngoan. Nói không nghe nó mới trốn đi vậy đó. À, nói chung ngoài đường không biết, nhờ nhà thì trông càng hư. Dạ. Nói như vậy dễ hiểu không? Dạ. Trước đây con chị quen với một người đàn ông là hiện nay là con rể, là hiện nay ba của bé này. Dạ. Là gia đình mình có biết không? Biết. Biết. Dạ. À, sao mình không làm đám cưới hoặc sau đăng ký kết hôn? Bên không tới rồi lấy gì mình làm. À. Bên đây người ta không đồng ý đúng không? Dạ. Hay là con chị ngoan quá người ta không đồng ý. Phải không?
không đón ngoài đường bên chồng thương lắm, nhưng mà sao mình ta không tới sao mình biết gà thương vậy? Thương người ta phải đăng ký kết hôn chứ, rồi nó không? Rồi nó còn nhỏ tuổi nữa rồi không có ấy rồi à. Giờ sanh ra rồi giờ đối xử bạc bẽo quá rồi, rồi không có hồi tết tới giờ đó, hồi ăn đầy tháng tới giờ là không có cho, không có liên lạc rồi không có ấy luôn, không đó. Thăm luôn, dạ bỏ luôn. Bây giờ điện bà điện về bà báo là chị ơi giờ như nó bỏ theo mấy nhỏ đó rồi, giờ tôi nói không được rồi không. Là thông bên thông gia chị thông báo được thì chị là con dạ. Gái chị bỏ đi theo một đám bạn à, đúng rồi ạ. Dạ 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 dạ. Vậy là con chị bỏ đi lâu chưa? Không nhớ, rồi đi đâu cũng khoảng 1 tuần 2 tuần gì đó rồi. mới 1-2 tuần nay đúng không? Dạ. À vậy con chị đi với ai, đám bạn nào chị biết không? Dạ không biết, không Long, biết luôn. Long A cho khu công nghiệp Tân Đức trong đó mà không biết, dạ anh không biết. Ừ. Con chị là bỏ đi này là đi đâu chị biết chưa, đến giờ phút này chị biết con chị đi đâu chưa? Thì nó ở lòng vào vòng theo mấy đám bạn đó, đó đám bạn. Nhưng mà ai là người báo tin cho chị hoặc chia sẻ cho chị cái thông tin là con chị kêu chị ký một chữ ký hoặc ký với đó để con chị đi Trung Quốc? Ai nó là con chị? Dạ. À con gái chị về nhà không? Về nhắn tin thôi chứ à, không điện luôn. Nhắn tin kêu ký là ký vô đâu? Nó về làm giấy tờ mẹ cha ký người ta mới cho nhận, tại vì nó còn thiếu tuổi. Nhận là ai nhận? Như là mấy người làm giấy tờ đi đó, mấy người mua bán đấy đúng không, buôn bán đấy đúng không? Dạ nó nói mấy người tổ chức đi đó, tổ chức đi gọi dạ. Buôn bán gọi là đang tính cò mồi, nói như vậy cho dễ hiểu ha. Dạ. Cò mồi gọi là đưa những cô gái Việt sang Trung Quốc. Dạ. Để lấy chồng. Nhờ mà nó không có làm giấy mà giấy cái căn cước nó làm rồi mà không có đem theo, nó bỏ lại cái nhà trọ của bà già chồng nó. Dạ. Đó chú hả, là nó đi nó đem mang một bộ đồ một duy nhất thôi, bận một bộ đồ duy nhất mà không biết bộ đồ nào. Đến giờ phút này con chị đi trong 2 tuần qua mà theo thông tin chị chia sẻ là hiện nay con chị đi Trung Quốc rồi. Không có đi. Đi chưa? Chưa, chưa có làm giấy. À chưa làm giấy, không dạ. Cần giấy cũng đi được. Không cần giấy vẫn đi Trung Quốc được, đi chui vẫn đi được chứ không cứ phải giấy tờ, vì con chị đã quyết tâm đi rồi. Nhưng chị có biết là hỏi đến giờ phút này tại sao chị cũng hỏi lý do tại sao mà lại bỏ cả con và bỏ gia đình chồng để đi, sao chị không hỏi? Trời ơi, hỏi nó để nó đi kiếm tiền. Kiếm tiền nhưng mà kiếm tiền thì sao bỏ con? Nó để đi kiếm tiền gì à? Bây giờ mẹ đau quá rồi, hai cổ tay mẹ ẵm em không nổi, bỏ em lăn lóc tội nghiệp lắm. À, bây giờ con về đi giữ em đi. Ai à, mẹ giữ đi, dán nghe từ từ con về. Mẹ giữ đi, dán từ từ con về. Ừ. Mà đến giờ phút này 2 tuần qua rồi, đứa con nhỏ xíu này cô chú anh chị, mà hiện nay người mẹ lỡ đồng nào tính đi Trung Quốc còn để đi một bước nữa. Đó, mối tình trước về giang nhỏ, hiện nay thì chưa biết như thế nào. Còn mối tình này ấy, thì là đang tiếp tục. Đó. Trong thời gian vừa qua rất nhiều cô dâu trẻ đã cầu cứu báo tin cho anh em mình Dương là giải cứu giúp gấp, vì lý do là bị một số bà mai mối hoặc một số gia đình ép gả sang Trung Quốc. Đến giờ phút này nhiều cuộc tình phải đặt giang dở, rất nhiều bà mai mối hiện nay đã dụ dỗ và lừa đảo để làm mai làm mối, dắt mối để lấy chồng Trung Quốc 300-500 triệu và lấy của người ta. Đến giờ phút này những cô dâu bị hành hạ và bỏ trốn đó. Đây là có thể con của chị đang bị một số đường dây, hoặc có thể là bị một số người bạn quen biết vì nhiều lý do khác nhau. Có thể là con chị bị dụ để sang Trung Quốc lấy chồng Trung Quốc là muốn thay đổi cuộc đời và muốn cuộc sống sung sướng hơn, không cần làm bán quan đó. Vì vậy nên con chị mới bỏ con chị đó để chuẩn bị bước sang Trung Quốc để lấy chồng. Thực sự câu chuyện rất đáng tiếc. Nhờ mấy anh hiệp sĩ mới gắng giúp giùm đang về cho nó với con nó giùm em chứ vợ cũng khổ thấy bà luôn. Ông ngoại lo làm mua sữa uống không. Vậy là con của chị ấy từ trước giờ là bú sữa mẹ hay là sữa bên ngoài? Bên ngoài không. Sữa ngoài không? Không, không biết bú bình là gì hết. Ồ, không biết bú mẹ chứ. Không biết bú mẹ luôn. Dạ. Trời ơi, thương quá trời thương luôn này. Trời ơi. Bé hiện nay được mấy tháng rồi chị? 7 tháng rồi. 7 tháng luôn. Chị tắt dùm em điện thoại đi, em ôm cho. Ở đây. Dạ. Em ôm cho. Dạ. Ôi trời ơi, trời ơi. Ai cũng chịu luôn hả? Dạ. Rồi, thương không cô chú chị? Đó, thế này bé xíu cưng không? Đó. Thế này mà mẹ bỏ đi luôn này. Mẹ tính như lấy chồng để em bé nữa này. Đó, cô chú chị thấy không? Mẹ đang tính như lấy một ông chồng nước ngoài để đẻ một em bé nữa này. Đó.
Anh đó. Nói là có đi Trung Quốc á, thì con nhỏ cháu nó cũng đi giờ đó. Nó chuẩn bị về nè. Đó, thấy không? Nhìn kia con. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Buồn ngủ hả? Dạ. Trời ơi, buồn ngủ hả? 10 giờ buồn ngủ à. Phải không? Dạ. Mẹ đâu rồi con? Bây giờ này, chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này? Thương. Chia sẻ rồi đó, giờ mấy anh rồi cũng bây giờ chị có điều nào chị muốn chia sẻ trên video này, hy vọng con gái chị xem được, con gái chị quay trở về ngay lập tức. Con ơi, con dám về với mẹ này, mẹ lớn tuổi rồi, mẹ đau tay chân lắm rồi, mẹ giữ em không được, bỏ em tội lắm con ơi. À, bây giờ nếu mà khả năng mà không nuôi được mà con chị không về, chị có cho người cháu này không? Cho không đành. Thương ha. Dạ. Cho không đành, nhưng mà nuôi thì cũng rất cực khổ đó, chắc chắn rồi đó. Dạ. Nhưng mà cho thì không đành, đúng không? Dạ. Nhưng mà nuôi thì phải nói là rất mệt mỏi, nhìn rất cưng ha, đó. Dạ. Đang phá nè. Dạ, cái này là mẹ bỏ đi luôn. Hỏi mấy chú rồi, bây giờ nhỏ ngoại làm tháng có 8 triệu, 7 triệu, 8 triệu à. 7-8 triệu là mua sữa cho không đủ rồi. Dạ. Tiền rồi đâu cả mà. Này nọ nữa rồi thôi. Dạ. Kêu nó nhờ mấy chú đi giúp giùm đi, đặng cho nó con ơi, con coi được clip này con quay về đi. Chứ để ba con lớn tuổi rồi, 60 rồi. Chị cho hỏi chị được mấy người con rồi? Không đứa. Có một bé một. Một bé một bằng ngoan dữ vậy hả? Trời đất quý thân thế này. Cô chú chị, cả gia đình chỉ có nhiều người con quá trời này, có mấy có một thôi mà con lại ngoan quá trời ngoan luôn. Đẻ con ra, sinh con ra, đến giờ phút này rồi đi Trung Quốc luôn. Đó, nhưng đến giờ phút này chưa biết có đi Trung Quốc hay không. Nhưng minh chứng hiện nay bỏ con 2 tuần. Đó. Em gái này xem được video này, em gái quay trở về cùng gia đình, đặc biệt với con, một người con thân yêu của mình. Đến giờ phút này vậy là đây một em bé nhìn rất dễ thương, mà không hiểu lý do là đó mà một người mẹ nó quyết định bỏ đi như thế này. Đó, vậy là những đứa trẻ này có thể là sau này chưa biết mặt mẹ nè. Đó, nếu đi Trung Quốc lần này có thể là không biết mẹ, mặt mẹ, vì đi bây giờ chưa biết là bao giờ nó có cơ hội được quay trở về Việt Nam mình, và thậm chí là vĩnh viễn không về được nữa. Dạ đúng rồi. Hy vọng là bé gái này xem được video này hãy tỉnh táo và suy nghĩ lại đó, để quay trở về cùng gia đình, đặc biệt là với một người con thơ của mình bây giờ đang rất cần cái tình thương của mẹ đó. Thấy không? Nhìn cưng cái này mà bỏ đi luôn này. Trời ơi. Thương quá trời thương. Con chị là sinh năm mấy? 2005 đúng không? Sinh ngày 15 tháng 12 năm 2005. Vậy là tháng 12 tới này là con chị mới 18 tuổi. Ừ đúng rồi. Bởi vậy nó kêu đúng tuổi đó. Bởi vậy nó kêu mẹ cha ký tên cho nó làm hồ sơ đi đó. Làm hồ sơ, ký tên là làm hồ sơ đi Trung Quốc lấy chồng ở nước ngoài. Đó. Nó đi làm ăn, riêng tháng hàng nó về hả? Trời ơi, đây là có thể là con chị đang bị người ta dụ dỗ rồi, lôi kéo rồi. Thực sự là thương quá trời thương thôi. Thương bây giờ thương đứa trẻ chứ không thương người mẹ này. Đó, dạ. Người mẹ này, này là không được rồi. Hy vọng là em gái xem được video này thì hãy quay trở về cùng gia đình. Nếu các cô chú anh chị trên tất cả trang mạng xã hội xem được video đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương, nếu phát hiện được em gái này đang ở đâu thì liên hệ giúp anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Dương theo số điện thoại 0913 78 58 58. Anh em sẽ tìm cách để khuyên em gái này quay trở về nhanh nhất có thể. Đặc biệt là hiện nay là một đứa con thơ đang chờ ngóng tin của mẹ. Đó. Hiện nay thì bỏ lại sau lưng là cho một ông bà ngoại để nuôi chăm sóc. Và thực sự là em gọi là thiếu trách nhiệm, đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình để đi theo một cuộc tình mới. Chị còn điều nào muốn chia sẻ, muốn nhờ cô chú anh chị? Chị còn muốn nói điều gì không? Không, không. Chị cho hỏi hiện nay chị đang sinh sống tại đâu? Ở An Giang. Từ An Giang. Dạ. Vậy là chị ôm em bé từ An Giang hôm nay về Bình Dương. Dạ. Rất xa. Hôm qua 3 giờ rưỡi lên xe là 19 giờ rưỡi tới đây. Dạ. Có mệt mỏi không chị? Chị đi bằng phương tiện gì? Đi xe đò. Đi xe đò hả? Dạ. Ồ. Chị nuôi bé này có cực khổ không? Trời ơi, thương quá à. Hết biết cực. Hỏi ban đêm không có được, khi nào được 3 tiếng trọn vẹn. Không ngủ được đâu, em bé này. Dạ. Chắc chắn là không ngủ rồi. Đấy, phải giờ nó dễ đó. 10 giờ cái nó bú một lần, cái nó mình thiêu thiểu chút, 12 giờ cái nó bú nữa rồi. 1-2 giờ rồi cái nó bú nữa rồi. Dạ. 2-3 tiếng á nó bú một lần. Cưng quá trời cưng này. Mà mẹ bỏ đi luôn này. Ừ, mẹ bỏ đi luôn con. Này cái bé này sau này không biết mặt mẹ rồi. Dạ. Dạ, kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện thực sự rất đau. Anh em mình chỉ Bình Dương ghi hình mà chia sẻ rất nhiều rồi.
nhưng không hiểu lý do tại sao mà hiện nay nhiều em gái vẫn quyết định bỏ nhà đi hoặc tìm cách để lấy chồng nước ngoài, đặc biệt là lấy chồng Trung Quốc trong thời gian vừa qua, bị một số bà mai mối, và chính nhiều bà mai mối hiện nay đã ăn hết nhiều và thậm chí ăn hết tiền của gia đình. Nhiều thiếu nữ đến giờ phút này thậm chí là chẳng có cái gì mà phải cầu cứu anh em ở Bình Dương. Hôm nay chị về đây chị nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để chia sẻ thông tin để tìm con chị này, chị chia sẻ này có đúng sự thật không? Dạ đúng. Nếu sai là em chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rồi nếu sai chị hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đi chị. Dạ. Chị có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ thông tin của chị để tìm con gái chị không? Đồng ý, đang cho nó về nhà với cha với mẹ. Dạ. Cuối dạ. Video này thực sự là em cũng không biết nói gì hơn cả. Em cầu chúc cho gia đình chị và đặc biệt là em bé này luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng trong thời gian tới thì mẹ bé gái này quay trở về cùng em bé để dạ. Cho bé và nó có tình thương của mẹ. Bởi dù dạ. Rằng gia đình thậm chí là ông bà ngoại thương cũng không bằng cái tình thương của chính người mẹ dành cho con. Dạ đúng rồi. Dạ. Hy vọng là em gái xem video này, em gái thương con mình và suy nghĩ lại để quay trở về. Bởi vì không ai lành đành lỡ để bỏ đi một đứa trẻ và nó rất ngây thơ này, hiện nay chỉ có mấy tháng tuổi mà bỏ đi. Đó. Hổ dữ không ăn thịt con, mà đến giờ phút này một người mẹ mang lặng đẻ đau và đã bỏ, chính thức là đã bỏ. Hy vọng là em gái quay lại cùng gia đình. Quý video này cho phép công trần xin là thay mặt các anh em Hiệp sĩ Bình Dương xin kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại các cô chú chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.